Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Siêu Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon lành bổ rẻ cho tất cả mọi nhà. Và ngày hôm nay em Vũ Siêu Ô Tô lại tiếp tục về cho các bác một cái mẫu xe máy dầu gầm cao số tự động, một cầu chạy rất là sướng và phê. Một mẫu xe số tự động máy dầu hiếm có, lâu lắm mới gờ được cửa hàng em Vũ Siêu Ô Tô. Vâng, bình thường thì anh em chỉ mua được máy dầu số sàn thôi. Anh em mua được những chiếc xe mà đã chạy rất là nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay các bác đã về ngay em Vũ Siêu Ô Tô về cho các bác một chiếc xe form mới đời 24. Nhưng mà chất của nó thì giá của nó thì chỉ ngang đời 22 thôi. Vâng, form đời 24 giá ngang 22. Và đây là một chiếc xe còn rất là ngon. Máy số keo chỉ zin, thân vỏ zin, nội thất da zin. Và xe thì còn ngon cứng bản full. Vâng, bản full máy dầu các bác nhá. Và đây là một chiếc xe hiếm có, lâu lắm mới về cửa hàng. Đặc biệt là màu sơn trắng rất là sạch sẽ và trang nhã luôn. Một chiếc xe với cái giá nó chỉ bằng ngang một chiếc VinFast Fadin full mới thôi. Nhưng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Ford Everest đời 2013 với động cơ máy dầu 2.5, công nghệ mới Ducati TOC AQ. Và đây là một chiếc xe mà chạy cực kỳ ngon luôn. Máy ngon, gầm chắc, ấy gầm cao, máy khỏe. Và đây là một chiếc xe dẫn động một cầu đằng sau, chạy rất sướng, bao phê bao ngon cho anh em. Xe thì bác chủ bác yêu cầu là giữ biển, nên là em phải che cái biển này lại cho bác ấy. Vì bác ấy là một người cũng khá là nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng. Bác ấy đi chiếc xe này cũng đã được nhiều năm, để ở trong gara là nhiều hơn là đi ra đường. Thế thành ra là chiếc xe vẫn còn rất là mới, sơn zin của xe nhá. Này các bác nhìn này, toàn bộ phần kia là sơn zin hết. Và keo chỉ zin, thân vỏ zin, máy số zin. Nội thất ghế da zin, vô lăng nguyên bản. Và xe thì đồng hồ lăn bánh là được 12 vạn 6. Vâng, nói chung là cũng là một cái mức đi lại rất là hợp lý cho một chiếc xe gia đình. Đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, gầm cao, chạy sướng, kiểu dáng thì rất là đẹp. Màu sơn trắng nét căng và có khóa điện rồi, màn hình cam lùi, có cam hành trình. Đấy, đầy đủ. Lốp treo của xe vẫn còn rất là mới luôn nhá. Lốp treo mới như là lốp 4 quả lốp đang dùng. Và đây là một chiếc xe 7 chỗ rất là rộng rãi và tiện nghi, hợp lý với những ai mà hay đi công trình, công trường, hay là đi mình thực ra gọi là đi dịch vụ ấy ạ. Thì các bác chạy con này thì rất là hợp lý luôn. Đấy, xe ngon, máy chắc chắn, khỏe và giá của nó thì rất là hợp lý luôn. Em đang bán giá rẻ hơn đời 24 đến 450 triệu luôn. Và đây là một chiếc xe mà các bác đảm bảo các bác không thể chê được câu nào. Đặc biệt là những người khó tính nhất nha, các bác chết cha thoải mái luôn. Xe không có đâm đụng, không phạt nguội, không thủy kích và không lỗi lầm. Các bác nào mà yêu thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Và đây là một chiếc xe mà còn tương đối khá là cứng, thân vỏ máy số ngon, gầm mẹ chắc chắn, nên là các bác yên tâm. Giấy tờ hồ sơ pháp lý thì đàng hoàng đầy đủ, ra tên bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Và xe thì bên em đang bán cái mức giá là, vâng, cuối video sẽ báo. Đăng kiểm của em này đến tháng 5 năm 2025. Thân vỏ zin cứng, đấy, sơn si đồng đều sạch sẽ. Và đây là một chiếc xe form 24, đời 23 nhưng mà form mới 24 và được đăng ký một chủ từ mới luôn nhá. Một chủ từ mới đến bây giờ. Với mặt ca lăng xe bằng chrome sáng bóng luôn này. Logo Ford to vật vã luôn. Và cái đời này thì Ford Everest vẫn là một chiếc xe có số má tại thị trường Việt Nam, rất nhiều người yêu thích. Đèn của chiếc xe là đèn zin, trong, không hề bị rạn nứt ố mốc. Đấy, đèn còn căng. Và đèn gầm là form mới nhá. Đây là form mới 2014. Thế còn form 13 thì là cái đèn này nó sẽ lùi vào đây và nó sẽ bằng màu bạc. Đấy là phân biệt giữa 23 và 14. Đấy. Còn cản trước xe là sạch sẽ, đồng sơn đều. Đấy, không lỗi lầm, em đang che biển để các bác thông cảm nhá. Vâng, cái đấy thì các bác yên tâm, bên em bao pháp lý đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Đấy, xe thân vỏ cứng luôn này, không có đâm va này. Tôn vỏ căng luôn, mỏng luôn. Đấy, các bác nghe tiếng tôn thì các bác biết ngay. Và đi cái dòng xe của Ford của Mỹ thì nó rất là bền và rất là cách âm chống ồn rất là tốt luôn. Đấy là cái việc mà máy dầu nhưng mà lại đi êm như máy xăng thì quá đơn giản. Vâng, còn chiếc xe thì là bản full đủ có này, giá nóc đầy đủ này. Đấy, xi nhan tích hợp tay gương này. Và có thêm gương cầu lùi quan sát góc rất dễ dàng. Đây là hai gương cầu lùi ở phía lề và phía cạnh sau gạch trước luôn nhá. Đấy, bậc bước để chân bằng nhôm này, rất là chắc chắn và không bị trơn trượt. Đấy, bậc bước để chân đây. Và tôn này dày luôn. Đấy các bác nghe, cái này là sơn zin luôn nhá. Vâng, con này là sơn zin. Đến bây giờ lên màu trắng của nó là ngà vàng.
theo thời gian, chỉ zin. Đấy, chỉ zin nhưng không có bấm nhá, vì đây là một chiếc xe mà gọi phát là em lên đường. Đấy, thế nên là chiếc xe này thì cứng cáp luôn, máy ngon, gầm chắc. Đấy, đấy, thân vỏ keo chỉ đây các bác nhìn này, keo chỉ này. Đấy, đây là một chiếc xe keo chỉ, nó còn nét luôn. Đấy, còn nét này, ốc bản lề này, đấy, nó còn căng. Tappi đẹp sạch sẽ nhá, và tappi da này, các bác nhìn này, tappi da này, nó còn quá đẹp luôn, ít dùng. Đấy, các cái phím còn rõ ràng, vân kim loại phay xước còn nét căng. Và đây là một chiếc xe mà bên em đang bán cái giá rất là hợp lý luôn các bác ạ. Ghế da của xe là ghế da zin, đến bây giờ nhá, cái ghế da này sờ nó vẫn còn tương đối là mềm. Đấy, độn da mềm, và cái chỗ này thì hơi dạ một chút, thì đương nhiên rồi, theo thời gian thì không thể tránh khỏi được. Và có túi khí an toàn ở bên mang cho cái ghế da này. Cái đấy là một cái điểm rất là ok cho một chiếc xe. Và các bác để ý em sàn này, sàn da nó còn đẹp như này. Vâng, sàn da sạch sẽ nhá. Bản lề ốc chưa động chạm một tí nào luôn. Đây là bên tài nhá, còn bên phụ cũng vậy. Bên phụ còn rất là đẹp luôn. Đấy, phần phía trần thì em này là điểm cộng luôn. Các bác nhìn trần nỉ là không có bị sổ lông, không có hiện tượng đánh gọi là đánh trần. Đấy, trần nỉ còn nguyên luôn, nguyên bản nhá, chưa sổ lông một chút nào luôn. Một chủ tôi mới đi nó khác luôn các bác ạ. Và đây là có điều hòa hai vùng, đây là điều hòa vùng sau này, còn phía đằng trước là điều hòa vùng trước ở ngay mặt táp lô. Đấy, ghế da này, bệ tì tựa đầu của xe là sờ rất là mềm mịn, nói chung là da của xe thì tương đối là chắc chắn. Đấy, và các bác đầu tư những cái con như thế này nó mới là hợp lý này, ít tiền nhưng mà lại có một chiếc xe ngon xịn mịn. Chạy được đến nay là gọi là khấu hao là 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi. Thế nhưng mà chiếc xe này vẫn còn cứng luôn. Kính thì zin toàn bộ nhá, kính 2013 còn zin toàn bộ luôn. Đấy, zin toàn bộ cho các bác luôn. Chỉ keo riêng em này đảm bảo bao zin tuyệt đối cho các bác luôn, toàn bộ xe. Không mất một phân ly keo chỉ nào. Và các bác thích xe cứng thì đây là một chiếc xe cực kỳ cứng cho các bác ạ. Vâng. Tappi này không có khoan đục xe là không có taxi dịch vụ nhá. Đấy. Ghế da này các bác nhìn này, da đằng ghế da đằng sau này. Con này thì gần như là cái ghế da đằng sau này là mới tinh luôn, gần như là không có người ngồi. Thế là ghế da nó rất là đẹp. Đấy, sạch sẽ, sờ rất là mềm mịn luôn. Sờ rất là mềm. Và cái ghế đằng sau này thì là đây là một chiếc xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng, ghế cao. Bản này thì ngồi rất là cao và thoáng luôn. Đấy. Và cái đằng sau này chiếc xe thì là lốp sơ cua. Lốp sơ cua mới tinh luôn các bác ạ. Vẫn còn rất rất là mới, găm nguyên sỏi. Sáng em mới bảo dưỡng gọi là lau rửa cái lốp này. Thì lốp của nó vẫn còn mới tinh nhá. Và bên dưới này đấy, rất là đơn giản, mở cửa ra này. Cái chỗ này là cái chỗ hàng ghế thứ ba. Em đang gập cái ghế thứ ba xuống để các bác có một cái chỗ để đồ. Còn khi mà các bác hạ cái này xuống này, đấy, thì mình có một cái chỗ gọi là hàng ghế cuối cùng. Đấy, hàng ghế cuối cùng này, để rất là được thoải mái luôn. Đấy các bác nghe. Đấy, và có rèm che nắng đầy đủ nhá. Trần này các bác à. Đấy, cửa gió điều hòa cho cả vùng trước, vùng sau. Nói chung là chả thiếu cái gì. Đây là một chiếc xe tương đối là cứng nhá. Vâng, cứng cáp luôn. Đấy, thân vỏ đẹp luôn. Đấy, đồ gà còn nguyên, đẹp và sạch sẽ luôn. Đấy các bác thấy không? Vâng, một chiếc xe mà được chủ chăm chút rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đấy, bản lề này. Bản lề nó còn đẹp như này em ạ. Đây các bác nhìn này, bản lề này. Nó không hề có một tí vết vặn nào luôn đấy. Vâng, chỉ keo cánh sau này. Đấy, tappi này. Và cánh đằng này này. Đấy các bác nhìn nhá, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe máy dầu, số tự động, một cầu. Đấy, và đây cái này là dẫn động cầu sau. Đây, em sẽ quay luôn cái gầm cho các bác xem này. Gầm hậu sau này. Đây, các bác bảo là kiếm đâu được một con xe mà gầm nó còn đẹp như này đâu. Hiếm luôn đấy ạ. Rất hiếm luôn các bác nha. Vâng, rất hiếm luôn. Gầm được bảo dưỡng định kỳ tại Ford của Hải Phòng luôn. Ford hãng luôn. Mà xe thì còn rất là đẹp. Đấy. Đảm bảo các bác không thể chê được câu nào với em này. Và đây là một chiếc xe màu sơn trắng rất là đẹp và sạch sẽ. Đấy. Riêng dàn lốp của em này thì em muốn giới thiệu là đây là một dàn lốp 2019. Đấy. 2019 dàn lốp dày khự. Còn nguyên này. Lốp dày khự luôn. Và đi ít con này mới chạy được có 12 vạn thôi. Gọi là mới được có thêm một vòng đời lốp nữa. Còn này bác chủ mới chạy được 12 vạn. Thân vỏ cứng đét,
Đấy, máy số ngon, gầm bệ chắc, nội thất ghế da còn căng bóng luôn. Ghế da căng, cái bên này thì còn hình nhiều một chút thì ghế da này căng nét luôn. Đấy, rộng luôn. Và các bác để ý này, cái chỗ để chân này cũng rất là thoải mái nhá. Dòng này đi gia đình thì quá ok rồi. Vừa bền, vừa lành, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu, nhưng mà ăn dầu nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít rưỡi dầu đến 8 lít dầu trên 100 cây thôi. Gầm ở đây các bác à, riêng em này thì điểm cộng quá rồi. Từ gầm cho đến thân vỏ, đấy, ba bô lê thẳng tắp này. Đấy, toàn bộ ba bô lê thẳng tắp luôn. Và phần keo chỉ cánh hay là các cái phần ở cánh trước cánh sau, đấy, đều là zin tuyệt đối cho các bác nhá. Không đẹp như xe mới nhưng mà chất thì khỏi bàn. Đấy, không có đối thủ về chất với xe này luôn. Đấy, các bác mà thích gọi là xe đẹp, xe ngon, rồi thích xe đẹp, bền, xe chất thì đây là một sự lựa chọn. Máy dầu số tự động. Đấy, máy dầu số tự động này, một cầu này. Đấy, đi là chuyên dành cho anh em đi đường trường, chuyên dành cho anh em. Đấy, lại còn có màn hình này. Đấy, gái đẹp bên cạnh, điều hòa mắt lạnh. Và xe là số tự động. Đấy, số tự động rất là dễ dàng sử dụng chứ không hề khó khăn tí nào. Xe này thì đúng là điểm cộng. Đấy, anh em nào mà chê nữa thì đúng là không còn cái gì để mà nói nữa. Mà cái giá của em này đưa ra thì quá hợp lý luôn. Đấy, số khung của nó còn nét căng luôn đấy các bác nhá. Đấy, giá em này thì các bác biết bao nhiêu. Vâng, rất là rẻ luôn, hợp lý luôn. Đấy, xe đẹp như này em bán giá rẻ hơn thị trường đời 20, gọi là rẻ như 22 nhưng mà chất thì là 24 luôn nhá. Vì đây là một chiếc xe form mới 24, có cái quả tem mà có một vạch đỏ là một này. Đấy, có la răng form mới là hai này. Đèn gầm form mới là 3 và cái thiết kế đèn theo form mới là 4. Và đấy, riêng em này thì các bác yên tâm là không phải lo lắng một cái gì, về là chỉ có việc đổ xăng mà chạy, đổ dầu mà chạy thôi. Đây là đổ dầu các bác nhá, chạy được 12 vạn 6 này. Đấy, cần số cái phím này của nó còn mới tinh nữa này. Đấy, rất là mới này. Có điều khiển âm thanh, ga tự động. Đấy, màn hình, điều hòa cơ. Con này là điều hòa cơ nhá. Kính điện phím 4 cánh là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và chiếc xe này thì nó là một chiếc xe rất là hợp lý về từ giá cho đến chất xe. Đấy, các bác nào mà vừa tầm chân tiền thì các bác có thể là qua xem xe, trải nghiệm luôn mẫu xe này. Đây các bác nhìn này, động cơ máy dầu của chiếc xe này. Đấy, máy dầu khô ráo sạch sẽ nhá. Máy này thì được bảo dưỡng hãng rồi. Máy dưới còn zin. Đấy, thân vỏ cứng, đồ nghề thay thế sửa chữa bảo dưỡng định kỳ luôn. Nên là các bác yên tâm về là không phải lo lắng. Vâng, máy khô ráo sạch sẽ. Và đây là một chiếc xe máy còn rất là chất luôn nhá. Máy chất này, turbo khô sạch, máy dầu chạy sướng luôn. Đầu răng sắt xi là không có đâm va. Cam kết đảm bảo anh em là không có đâm va này, tai nạn ngập nước, thủy kích phạt nguội nhá. Và keo chỉ cabo cũng là zin luôn. Đấy, anh em chỉ cần nhìn tấm nỉ là biết ngay là chất nó như thế nào rồi. Đấy, cái tấm đầu này. Đấy, lỗ ốc này. Đấy, logo này còn nguyên cả dấu số này. Đấy, và đây là một chiếc xe rất là cứng luôn. Cabo chưa ra. Đấy, đầu răng hai bên là còn nguyên. ABS đầy đủ nhá. Đấy, không thiếu một cái gì. Máy zin, đấy, số zin, thân vỏ cứng. Và chiếc xe này thì em đang bán cái mức giá, vâng, hợp lý luôn cho mọi nhà. Rẻ luôn cho anh em, 5-60 triệu luôn. So với một chiếc xe cùng đời, cùng form 24. Đấy, đây là một chiếc xe Ford Everest, một cầu, máy dầu, số tự động. Đấy, bao phê bao đẹp cho các bác luôn. Và các bác nào khó tính nhất cũng có thể là không thể gọi là cưỡng được gọi là cái đẹp của nó. Cái đấy thì em không nói như điều đâu. Các bác cứ thử đến xem xe, lái thử và trải nghiệm thì các bác sẽ hiểu. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Auto đang bán cái mức giá là, vâng, đấy, lại là bí mật so với phút cuối nhá video. Đấy, máy dầu rất là êm. Con này được cái máy dầu nổ giòn êm và xe là không có lỗi lầm gì cả. Đảm bảo anh em là không có lỗi lầm gì luôn nhá. Đấy, máy dầu chạy cực êm luôn. Nãy này em quên là đóng cabo sớm quá. Vâng, xe này không mua thì đúng là không thể mua được cái xe gì luôn. Đây, khô đó sạch sẽ đẹp luôn này. Đấy, máy rất là khô, máy dầu khỏe bốc chạy sướng luôn và không hề lỗi lầm. Đấy, các bác nào mà thích thì em mời các bác qua xem xe,
và rinh chiếc xe này về. Ắc quy thì cũng đã được bảo, mới gọi là chạy liên tục nên là cũng không phải nghĩ lại. Ắc quy được bảo dưỡng định kỳ luôn. Các bác đi rất là yên tâm. Và đây là một chiếc xe Ford Everest. Đấy, một cầu máy dầu số tự động 7 chỗ gầm cao, chạy sướng luôn. Và giá thì rất là yêu. Đấy, thế là các bác nào mà quan tâm thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn nhá. Chiếc xe này em sẽ bán loanh quanh rẻ hơn giá của 2014. Bằng giá 2012, chất như 2014 luôn. Và xe thì rất là đẹp, cam kết đảm bảo các bác zin tuyệt đối. Các bác nào quan tâm thì mời các bác qua xem xe ngay tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng nhá. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp tầm tiền tại Em Vũ Dương Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời tại Em Vũ Dương Ô Tô. Ship xe toàn quốc nhá, và đương nhiên là thêm cho em tí phí, ví dụ như các bác ở Kiên Giang, Rạch Giá, xa xôi, hoặc là các bác ở Hà Tiên, Phú Quốc. Ok, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác.